Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Nhịp sống Cali đây. Hôm nay nhịp sống Cali đang ở trên cái thành phố San Jose, California nha các bạn, ở bên Mỹ đây. Mình đang ở cái vườn bông đẹp nha các bạn. Cái vườn này là cái vườn bông đẹp nhất, lớn nhất ở bên nước Mỹ đây. Nó là vườn số 1 nha các bạn, ở bên nước Mỹ đây. Hôm nay là tháng 5 ngày 1. Cũng có mấy cái bông nó nở đó các bạn, nhưng mà có nhiều mấy cái cây cũng chưa nở nha, tại còn sớm á. Có thể là tháng 6 nó nở nhiều hơn, nhưng mà hôm nay nhịp sống Cali đang sẵn đi vòng vòng đây đó. Thấy cái vườn bông này đẹp quá, thấy nó cũng có mấy cái bông nó cũng nở đó, thì hôm nay nhịp sống Cali vô đây quay vòng vòng rồi sẵn chia sẻ cho các bạn cái vườn bông. Nó kêu bằng là San Jose Municipal Rose Garden ở thành phố San Jose, Cali, USA, bên Mỹ nha. Ok, các bạn đi chơi với mình nhé.
Ok các bạn, nhịp sống Cali chuẩn bị đi về đây. Hồi nãy giờ các bạn đi vòng vòng thấy cái đẹp không? Vườn bông lớn nhất, đẹp nhất ở bên nước Mỹ đây. Đó là số 1 nha các bạn. Đó. Hôm nay là tháng 5. Cũng như nãy nhịp sống Cali có nói đó, mấy cái bông á, nó cũng có mấy cái nó nở nha. Có gì để coi coi cỡ tháng 6, tháng 7 cái gì nhịp sống Cali trở lại, rồi quay thêm một lần nữa khúc mà nó nở nhiều hơn á. Rồi nhịp sống Cali chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn nhớ ủng hộ cái channel của nhịp sống Cali nha. Nhớ comment, like, share và subscribe. Cái bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay và theo dõi channel nhịp sống Cali. Nhịp sống Cali muốn chúc các bạn nhiều sức khỏe và một ngày vui vẻ. Có gì mình gặp sau. Bye bye.